Hi, hello, xin chào tất cả mọi người. Xin kính chào tất cả mọi người quay trở lại với kênh Các Lý Gia Việt Nam. Thì trong video clip tiếp theo này, mình xin chia sẻ cho tất cả mọi người, cô chú đang chơi lan Các Lý Gia hoặc là đang tập trồng lan Các Lý Gia để mà chơi cho nó khuây khỏa. Thì cái vấn đề một chút kinh nghiệm cho cái việc mà xử lý cây trong mùa mưa á, thì bữa nay mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho mọi người cái cách xử lý cây bị thúi nũng trong cái mùa mưa. Thì ở đây mình đang có một cái chậu, là nó bị thúi đọt mầm. Thì nó thúi đọt mầm và bây giờ đã được xử lý. Là đây là một cái công đoạn xử lý 50% thôi, chứ chưa phải là xử lý triệt để. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cách để mà mình xử lý triệt để cây nó không còn bị bệnh nữa và bệnh nó sẽ không quay lại nữa. Thì khi mà mình đi tìm xung quanh vườn, mình phát hiện được những cái cây nó bị như thế này, thì mình phải phun Aliette ít nhất từ 2 đến 3 lần. Thì sau khi mình phun Aliette từ 2 đến 3 lần thì cái bệnh nó không còn lây lan nữa và nó khô lại. Thì khi mà nó khô lại như vậy rồi thì đã an tâm chưa? Là vẫn chưa an tâm đâu, nó còn có thể lây nữa. Cho nên là đây chỉ là làm cái bệnh cho nó ngưng lại thôi. Thì sau khi mà mình phun cái Aliette rồi thì mình đợi cho nó khô và bắt đầu mình sẽ dùng lưỡi lam mình cắt ngang ở chỗ này. Mình cắt ngang ở chỗ này, cách cái đoạn này khoảng từ 1 đến 1 phân. Mình cắt ngang đi. Sau khi mình cắt ngang rồi thì mình sẽ bôi keo liền sẹo lại là mới thật sự an toàn nha mọi người. Thì khi mà mình xử lý cái cây lan như vậy thì cái cây nó sẽ không bị nữa. Và cái chuyện mà mình phải cắt bỏ cái phần này là cái chuyện chắc chắn phải làm, không thể nào giữ lại. Tại vì một khi cái cây nó đã bị bệnh rồi thì mình xịt thuốc chỉ là làm cái bệnh nó ngưng lại thôi, chứ nó không hết hẳn đâu. Mình phải xử lý bằng cách là dùng lưỡi lam cắt và sau đó bôi keo. Đó, thì cái cây này bây giờ nó cũng đang có nụ nè, nó đang có nụ ở đây. Thì mình phải xử lý như vậy. Đó, thì cái hướng bên này cũng vậy nè, cũng do là nó bị mùa mưa nè mà nó èo do cái bệnh. Thì sau đó nó cũng vượt qua, nhưng mà nó khi nó vượt qua nó lên cái lá như vậy nè. Bình thường cái lá như vậy mà bây giờ nó lên cái lá như vậy nè. Bắt buộc mình phải chờ nó lại cái mầm mới thì nó phát triển lại. Thì mình cũng tưới cái thuốc thường xuyên để cây nó không có bị hư. Đó, còn đây là cái cây 40 mới nở. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi một vòng vườn và cho mọi người xem những cái thêm một cái vấn đề là xử lý trên lá nữa. Thì cái xử lý trên lá nó cũng như vậy đó, nó cũng như là xử lý trên thân thôi, nhưng mà mình phải cắt trên lá. Thì đây là những cái chậu mà mình chơi đó. Đây là cây 40 kim tuyến nè, 40 kim tuyến nó đang nụ nè, nó sắp nở rồi. Khi nào nó nở mình sẽ up video cho mọi người xem. Đây một cái trường hợp mà mình đã khắc phục nè. Cái cây này trước đây là nó cũng bị nấm nè, nó bị nấm đen thân nè, đen cháy thân. Nhưng mà khi mà mình xịt cái Aliette rồi á thì nó không bị nữa, và nó khô, nó giữ lại. Thì bây giờ nó vẫn lên mầm, nó vẫn lên mầm đây, nó vẫn lên mầm, nó vẫn phát triển và cái bệnh nó không còn lây lan nữa, nó giữ lại rồi. Cây vẫn sống bình thường, vẫn phát triển, vẫn ra rễ và lên mầm. Thì đây cũng là một cái nguyên nhân, nếu mà mình không kiểm tra đó thì cái này nó có thể nó bị lây lan nặng á, là một là phải cắt bỏ cái thân này. Đó, thì cái đó là cái điều mà mình không có muốn. Tại vì khi mà cây lan mà mình cắt mất đi thân lá đó, thì nó sẽ không có hấp thụ dinh dưỡng được, nó không có đủ sức để nuôi cái cây. Còn đây là cái cây mà mình chăm sóc tốt á, thì nó rất là khỏe nè, thân lá đẹp nè, mầm lên rất là đều, 4 mầm rất là đều, thân lá nó lên to nè. Mọi người nhìn nè, khi mà mình mua
lá người ta trồng nó chỉ có tới đây thôi, nhưng mà về tới mình nó cao hơn gần cả gan nữa nè. Đó, nó cao lên nè, gần một gan luôn, từ cái lá này lên như lá hơn một gan luôn. Đó, thân thì bự nè, thấy không, cái thân nè, thân mình trồng bự hơn nè, thân của người ta nè, thân người ta nè, thân mình trồng nó bự hơn nhiều, thì như vậy là cái cây nó khỏe. Đó, thì những cái cây như vậy nè rất là dễ đậu nụ, đậu hoa. Cây to khỏe thì mèo xong là phải có, thể có hoa. Rồi, để mình cho mọi người xem một cái cây mình đã xử lý cái lá. Đây là những cái cây mà nó có dấu hiệu những cái bệnh lá như vậy. Thì xa này là đây là cũng bị bệnh nè. Nhưng mà cái này thì nó nhẹ hơn, nó không phải là húi mà là nó chỉ bị rỉ sắt thôi. Thì khi mà nó rỉ sét này là mình xịt cái Ridomingon thì nó cũng đã đứng rồi. Đó, đây cũng là rỉ sét nè. Đó, bệnh này cũng là bệnh rỉ sét nè. Đó, nó giống như cây sắt mà nó bị sét sét vậy đó. Rồi thì cái này thì xịt Ridomingon là nó hết, không sao. Và nó nặng thì nó chỉ rụng cái lá thôi. Còn cái thằng thúi nhũng á là đây. Đây là cái bệnh thúi nhũng nè. Đó. Nhưng mà cái này nó bệnh ở ngoài vỏ lụa. À, nó không phải bệnh trong thân, nó chỉ ngoài vỏ lụa thôi và nó bị trên lưỡi mèo. Thì cái này có thể mình cắt bỏ, cái này sau đó nó khô, lột bỏ đi. Thì do là mình có phun thuốc ADS rồi cho nên nó không có lây lan. Còn nó bị trên lá. Nếu mà cái bệnh thúi nhũng đen này nó bị trên lá là bắt buộc sau khi xịt ADS xong 2 đến 3 lần phải dùng lưỡi lam cắt bỏ ngay cái phần đó và bôi keo lại như vậy. Thì sau khi mà mình xử lý rồi, cây nó vẫn phát triển bình thường. Đó, vẫn lên mầm, nước gốc ra rễ rất là khỏe. Thì cây nó sẽ phục hồi và nó không chết, không mất cây của mình. Mình không bị mất một cái giống lan đẹp. Đó là cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ cho mọi người. Còn mình xem tổng thể cái vườn hiện tại. Thì hiện tại thì là chỉ giờ chỉ còn khoảng hơn 1000 chậu thôi. Thì trước đây là sắp xỉ 2000. Thì mình nhân giống, mình tách chiết sắp xỉ 2000. Nhưng mà do hôm nay là mọi người cũng chia sẻ cho mọi người nhiều á, rồi bây giờ nó giảm. Đây là những cây mới tách chiết trồng lại tiếp. Đó, đây là mới tách chiết nè. Mới tách chiết trồng lại tiếp nè. Đó. Đó, hôm nay là chia sẻ cho mọi người là nó trống luôn cả một cái khu này luôn. Nó cứ dồn dồn lại riết, cứ lấy chia dồn dồn lại riết, nó trống luôn cả nguyên một cái khu chỗ này. Thì phải tách chiết trồng lại để cho nó lấp đầy lại. Thì rất là nhiều người thích sưu tầm những cái mặt hoa đẹp. Đó, đây là một cái cây cây 158 đang nở mà nó nở ngửa. Cho nên là nó nở ngửa như vậy nè. Rồi mình tính là bẻ bỏ do là cây cũng mới trồng thôi, cho nên là không có tiếc gì cái hoa bẻ bỏ để cho nó dưỡng cái sức, cho nên là mình không có sửa. Đây là cái cây 40 nó cũng đang có nụ nè. Đó, nó có tới 3 nụ rồi. Tương lai là mình sẽ khi mà cây mà nó có 3 nụ như vậy á thì để hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Nè, bên này nó cũng nụ nữa nè. Đó, thì khi mà nó đang 3 nụ như vậy thì cái nụ này nè, cái nụ phụ này là nụ dưới nè, nó không to bằng hai cái nụ trên á, cho nên là cái nụ dưới này á mình đừng có tiếc nha. À, cái nụ dưới này mình bẻ luôn đi. Đó, mình kéo nó ra, mình kéo nó ra, mình bẻ. Đó, để cho hai cái nụ kia nó phát triển cho nó đầy đặn luôn, cho hoa nó đẹp. À, cái nụ còn lại, cái nụ ngoài này nè, nó mình bẻ bớt một cái, mình bẻ bớt một cái mình bỏ để cho hai cái nụ kia nó thật là đạt, nó đủ sức đủ lực. Nó đây cũng là một cái cây mà bị mưa nè, mọi người thấy không? Đó, nó bị húi cái đọt, nó húi rụt cái đọt luôn và xịt phân, bây giờ nó khô lại nè. Đó, nó khô lại thì từ từ nó lên lại mầm mới. Còn anh bên này anh cũng bị ngoài vỏ lụa sơ sơ nè, nhưng mà xử lý kịp thời thì nó hết nè và nó phát triển bình thường. Đó, xanh mướt lại, chứ không là nó thúi nó đi luôn. Thì mình cũng kiểm soát và
xịt kỹ lắm, cho nên là cây nó cũng ít bị, do là mình kiểm tra thường xuyên. Mình kiểm tra thường xuyên thì cái cây nó sẽ ít bị hơn, và mình phát hiện kịp thời, mình xử lý nó để cho cái cây nó không có bị quá muộn. Khi mà mình xử lý thì như vậy cây nó không bị chết, mình không bị mất giống. Còn đây nè, đây là những cây mà mình cũng đi mua về nè. Đây là mấy cái cây mà mình cũng đi mua về, mình cũng mới mua lại. Thì mình cứ bán cái này, mình mua cái mới, có nghĩa là cái mới là cái mà người ta sổ, những cái mặt hoa mà người ta sổ, mà người ta giấu, người ta chơi bây giờ mình mới phát hiện á, thì mình sưu tầm mình mua. Thì đây là những cây mình mới mua mình trồng nè. Đó, mua về mua 2 lá thôi, về mình trồng nó ra rễ. Ở đây cũng vậy, 2 lá thôi. Thì cái này mới, nó cũng mới nhú nhú thôi, nó rễ nó nhú nhú rồi đó. Đó, thì cứ trồng tưới nước thôi, mọi người đừng có lo lắng hết. Nè, trồng giống như vậy nè. Đó, trồng giống như vậy nè, rễ nó chạy cho mà xem. Đó, đừng có tưới, có xịt cái gì hết. Nó tất cả đều sẽ xì rễ ra và chạy rễ hết. Cộng một cộng nè, cái này trồng một cộng nè, lên luôn một lúc 2 mầm luôn. Đó, đó, cứ trồng như vậy, sạch sẽ như vậy nha. Thì cái khúc này mình cho xốp nè. Đó, lên tới đây là cái khúc này là vỏ hông to, lên trên mặt là cái vỏ hông nhỏ hơn là ok. Đó, cứ như vậy thôi. Thì trồng như vậy thôi là cái cây nó sẽ phát triển ổn định, và từ từ khi nào nó lên mầm cứng cáp hơn, rễ mạnh hơn, xuống rễ xuống chậu, mình bắt đầu tưới phân bón lá. Đó, rồi khi nào mà mình trồng nó lên từ 4 đến 5 thân rồi thì nó sẽ đủ lực, nó có hoa như vậy. Đó, chậu này 5 thân thôi nó cũng có hoa nè, đâu có nhất thiết phải nhiều thân đâu. Đó, nhưng mà cái điều hoa nó không đạt được mấy thôi nè, cánh nó còn hở nè và nó còn nhỏ nè, khuôn hoa nó cũng còn nhỏ nè, chứ bông này nó bự lắm, nhưng mà nó chưa đạt, cho nên là cái hoa nó cũng có thể là nó nhỏ chút xíu, hoặc là nó có lỗi một chút là cánh nó vẫn chưa có giãn đầy hết nè, có nghĩa là nó cây nó không có đủ lực, cánh nó không có giãn đầy. Đó, màu sắc thì vẫn vậy, có thể màu sắc này nó cũng sẽ yếu hơn nữa, màu này nó còn lợt hơn nữa nè. Nè, mọi người nhìn cái cánh nè, nó còn khuyết, nó còn chưa đầy, có nghĩa là nó không có đủ dinh dưỡng, nó chưa có đủ lực, nhưng mà tại vì nó xiên hoa thì nó đậu hoa thôi, chứ thật ra nó chưa có đủ dinh dưỡng. Cho nên là vui lắm, mình chơi cái cát lê da này rất là vui, cái là khi mà mình mua 2 cọng như vậy, mình mua 2 cọng như vậy về mình chơi một thời gian nó lên được như vậy. Đó, ví dụ như mình mua 2 cọng là 5 triệu đi. À, xin lỗi, mình mua 2 cọng là khoảng 2 triệu thôi, ví dụ 2 triệu nha. Thì sau khi mà lên được 5 cọng như vậy, thì 5 cọng như vậy có thể là mình chia lại cho bạn bè 2 cọng, mình lấy lại cái vốn ban đầu, mình giữ lại 3 cọng này mình nuôi tiếp. Thì mình lấy lại cái vốn ban đầu từ 2 cọng này, sau đó mình dùng cái tiền bán 2 cọng này mình lại đi mua 2 cọng khác. Thì như vậy chơi cát lê da nó rất có động lực mà nó rất là vui. Đó, mọi người không có phải xuất tiền túi ra nhiều, và mình cứ dùng cái công sức mình chăm cây lan, sau đó mình đi mua lại cây lan mới, mình bán cái lan này mình mua lại cây lan mới. Cho nên là chơi cái cây lan này nó rất là vui là ở cái chỗ đó, và mình cảm thấy là khi mà mình chăm được cái cây nó nở hoa đẹp hơn cả cái anh bạn cũ anh trồng á, mình cũng thấy nó tự hào, mình cũng thấy vui nữa. Đó, cho nên là chơi cát lê da nó là như vậy. Ở khu vực miền Nam từ xưa giờ đa số chơi cát lê da là như vậy hết, ai cũng đều có chia hết, nhưng vấn đề là có hợp tình hợp lý hay không, và cái người mua họ có thích cái mặt hoa đó hay không. Đó, còn ở đây là cái khu này là những cái cây mà đã chia rồi nè. Đó, những cái người đã chia rồi nhưng mà do dịch chưa gửi được. Bây giờ mình đang chờ để mình gửi cái mớ này, sau đó mình sẽ có một cái khoảng trống này nữa. Mình sẽ có một cái khoảng trống bên này nữa để mình tách chiết ra thêm, và mình sưu tầm những cái giống mới, những cái giống mà mình tìm kiếm được, mình đi săn, mình đi tìm những cái giống hoa, mặt hoa đẹp, mình sưu tầm tiếp để mà mình lắp vào. Thì hoặc là mình tách chiết từ những cái mớ bên này. Đó, mình tách chiết từ những cái mớ bên này, mình tách chiết từ những cái mớ bên này mình cho qua bên kia. Đó, những cái chậu to như vậy nè, những cái chậu nhiều hướng như vậy nè, thì mình tách chiết ra mình nhân giống. Ví dụ bây giờ cái này mình để một chậu thì nó to đẹp đó, nhưng mà mình tách ra, ví dụ mình tách ra đây được một chậu nè, đây được một chậu nè,
đây đường chậu nè, đó thì như vậy được 3 chậu. Ví dụ mình có thể mình chia được cho mọi người 1 chậu, mình chừa là 2 chậu, mình nhân giống tiếp, nó là như vậy đó. Mình chia như vậy để mình có được cái tiền để mà mình tưới phân nè, mình có tiền để mình mua cái giống mới nè. Đó là cái điều mà chơi cát lê gia nó rất là thú vị. Nó không có như những cái loại lan thông thường là mình chỉ mua và mình chơi chết thì mình bỏ. Không, cát lê gia nó không như vậy. Cát lê gia mình mua về mình chơi, mình chơi sau đó mình nhân giống mà mình chia lại cho những người chơi sau, thì mình lấy cái tiền đó để mình nuôi cây lan hoặc là mình đi mua những cái lan mới nữa. Và cái cây cát lê gia khi mình chơi mà mình muốn tính được cái việc đó thì mình phải chơi những cây đẹp. Tại vì nếu mình mua những cây tem á, thì cây tem ở ngoài thị trường, ở ngoài chợ nó có rất là nhiều rồi. Người ta có thể ra đó mua chỉ tầm 100-200 ngàn chậu thôi, thì nó bình thường lắm. Cho nên tại sao những người chơi cát lê gia lâu năm và những người chơi cát lê gia mà gọi là hơi cao một chút á, thì họ thường là chơi những cây lai, những cây sổ mặt hoa lạ và ngoài thị trường không có. Giống như những cái cây lan cát của em ở đây nè, những cây em chơi, những cây mặt hoa mà em giới thiệu cho tất cả mọi người á, những cây mặt hoa đẹp á, mọi người thử đi tìm trên mạng hoặc đi tìm mua ở ngoài cửa hàng đi, hỏi nó xem nó có không. Mọi người nói thử cái tên, mọi người gửi cho nó thử cái hình, không bao giờ nó có đâu, không bao giờ có. Chỉ có những người người ta sưu tầm, người ta chơi thì mới có thôi. Giống như mọi người cũng là chơi lan, em cũng chơi lan, thì có thể là em đi mua lại của mọi người thì em mới có cây đó, hoặc là mọi người mua lại của em thì mọi người mới có cây đó. Chứ còn mà ra ngoài chợ hay ra ngoài cửa hàng hay là tìm trên mạng mua thì may mắn mà tìm được những người chơi lan á thì mới mua được. Còn mà những cái người mà chuyên chỉ kinh doanh thôi chứ không biết gì về lan, không có bán, chỉ không có, chỉ bán lan thôi chứ không có chơi lan á, thì tìm cái cây này đi xem có không. Không bao giờ có. Cho nên là khi mà mình chơi mà mình muốn để có giống mình trao đổi thì mình phải chơi những cây đẹp thì mình mới có thể trao đổi được với những cây đẹp. Chứ mình mua hàng tem, hàng chợ thì khi mình đi trao đổi với người khác á, người ta không có muốn trao đổi. Tại vì cây mình cây tem rất là dễ mua, rất là dễ tìm. Ra ngoài tiệm, qua ngoài shop là có, nó đầy ở ngoài đó. Thì chính vì tại sao những người mới lại chơi cây tem và những người chơi lâu lại chơi cây lai là như vậy. Người ta chơi cây lai nó có mục đích và nó nở những cái mặt hoa rất là đẹp, khuôn hoa chuẩn. Thì mình chơi cây đó mình cảm thấy là nó cao hơn là những cái cây tem là như vậy. Chứ thật ra là cây lai, cây tem thì nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là một cây đại trà có số lượng rất là nhiều và một cái cây là chỉ có vài người sở hữu, và mặt hoa thì lại rất là đẹp, khác nhau chỗ đó và giá trị nó cũng khác nhau. Thì các lê gia nó là như vậy. Rồi thì thôi, sáng hôm nay xin chia sẻ với mọi người bao nhiêu đó. Thì bây giờ mình xin kết thúc video clip tại đây. Xin kính chào tất cả quý vị. Hẹn mọi người trong cái video clip sau nha. Mọi người nếu mà yêu thích kênh Cát lê gia Việt Nam, nhớ bấm like và đăng ký cho mình nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip sau.